Ở à, chúng ta phân tích đề bài này, đề bài cho 35,04 gam hỗn hợp X gồm các 3 ETE đều đơn chức tác dụng tối đa với 560 ml dung dịch nào H1M thu được amon hỗn hợp Y gồm có 2 ancol no mạch hở và B gam hỗn hợp muối Z phân tử các muối chỉ chứa một à, nhóm chức à, đun nóng A gam Y với H4 đặc ở 140 độ C thì thu được 6,64 gam hỗn hợp T gồm 3 ETE à, hóa hơi hoàn toàn cái lượng à, ETE T này à, thì thu được thể tích hơi bằng thể tích của 3,36 gam nitơ uh, ở điều kiện uh, ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn giá trị của b uh, bằng bao nhiêu thì đối với tập này chúng ta sẽ đồ hóa bài toán như sau này ở đây mình sẽ có là hỗn hợp x này hỗn hợp x thì hỗn hợp x đây sẽ gồm có 3 anh ete ba anh ete nhé 3 anh ete và 3 anh ete này đều đơn chức này đều đơn chức đều đơn chức và anh này thì có khối lượng là 35,04 35,04 gam hỗn đáp x này để bài cho tác dụng với NaOH Cho tác dụng với NaOH hát Lượng NaOH đây người ta dùng một lượng là vừa đủ Vừa đủ là bao nhiêu đây? Vừa đủ là 560 một m thì đây là sẽ là 0,56 0,56 mol Thì sẽ thu được ở đây Thứ nhất là phần hỗn hợp Y Ở đây sẽ là hỗn hợp Y ở đây sẽ gồm có hai ancol hai ancol ancol và ancol đấy đều là no mạch hở được chưa? hỗn hợp ancol này thì có khối lượng và bao nhiêu thì không rõ lắm. Được chưa? Anh này thì người ta tiến hành làm sao? Người ta tiến hành thực hiện phản ứng ete hóa. Thì ở đây sẽ là xúc tác là H2SO4 đặc này. Nhiệt độ sẽ là 140 độ C, 140 độ C thì thu được ở đây đó là ete, ete và nước, ete và nước. Đó. Thứ hai là mình sẽ thu được ở đây là phần muối. Thì phần muối đây người ta gọi là hỗn hợp Z. Phần muối đây là hỗn hợp Z. Hỗn hợp Z đây thì người ta chỉ ghi đó là các muối thôi, còn cụ thể nó là muối gì thì mình cũng không rõ đó là muối gì? Biết hỗn hợp Z này người ta ghi đó là B gam và đầu bài yêu cầu hãy xác định khối lượng của muối B gam này là bằng bao nhiêu? Thì các bạn hãy để ý như sau. Đầu tiên là thầy sẽ có này số mol của anh nitơ đúng không? Số mol của anh nitơ thì sẽ bằng với số mol của thằng ete đúng không? Sẽ bằng với số mol số mol của ete, Et t đấy, đó. Thì anh nitơ đây là 3,36 này. 3,36 3,36 gam đúng không? chia cho liter là 28 thì thầy sẽ có số mol là bằng 0,12 mol. Như vậy anh này có số mol là 0,12 mol. Đấy. Mà ete, ete là 0,12 mol này, ete là 0,12 mol thì thằng nước này cũng sẽ là 0,12 mol. Số mol của ete bao giờ cũng bằng với số mol của nước. Hai này là bằng 0,12 mol. Đúng chưa? Và khi mà số mol của ete số mol nước bằng 0,12 thì số mol của ancol số mol của ancol bao giờ cũng gấp đôi số mol ancol đơn trước mà thì bao giờ số mol của ancol đơn chức cũng gấp đôi số mol nước. Thế vậy suy ra đây đó là số mol của ancol, số mol của ancol. Đó, bao giờ là cũng gấp đôi số mol của ánh nước, nhớ phải là ancol đơn chức nha. Thì sẽ gấp đôi số mol của nước và sẽ bằng là 0,24 mol. Mà biết được uh, số mol của ancol là 0,24 mol rồi thì chúng ta sẽ có được số mol của OH, số mol của OH nằm trong ancol cũng là bằng 0,24. Được chưa? À, mình sẽ suy luận được cái đoạn là như này. Ok tiếp này thầy sẽ có được tiếp theo đó là khối lượng và thầy sẽ có khối lượng của ancol khối lượng của ancol thì bằng khối lượng của ete khối lượng ete cộng với khối lượng của nước khối lượng nước biết khối lượng của ete là con số 6,64 6,64 cộng với khối lượng nước là 0,12 x 18 thì đây có khối lượng của ancol là 8,8 nhé ancol là 8,8 g 8,8 g ok chốt được ancol đây tức là nếu đầu bài hỏi giá trị của a thì coi như mình dứt điểm được a là bằng 8,8 rồi đấy đây cho nào, 8,8 gam. đó Thế bây giờ muốn tính được khối lượng của muối này, tính khối lượng muối này thì chúng ta chỉ việc làm sao? Chúng ta chỉ việc là, là lấy khối lượng của anh Et cộng nào H trừ đi thằng ancol để ra muối. Nhưng nếu như vậy thì chúng ta thấy có cái gì đó nó dễ quá, đúng không? Nó quá đơn, quá đơn giản, đúng không? Vãi để ý đầu bài người ta cho chúng ta một cái thông tin hết sức quan trọng, đó là anh này, anh ba Et đều đơn chức và người ta không nói gì đến cái từ mạch hở. Và như thầy đã nói rồi mà người ta không nói mạch hở thì mình sẽ nghi anh này sẽ có cả anh ETA của phenol. Thế vậy chúng ta hãy để ý này. À, mình có này số mol của NaOH, số mol của NaOH để bài dùng bao nhiêu? Để bài dùng là 0,56 mol, 0,56 mol. Thì NaOH này nó sẽ tiêu tốn vào este vào este của ancol. Mà ETA của ancol thì bằng với số mol của OH, UH, đúng không? Nó sẽ bằng với số mol của ETA của ancol. Đấy là bằng 0,24 cộng với hai lần hai lần số mol số mol của este của phenol este của phenol bởi vì anh este của phenol có thể ăn được hai OH mà còn là anh este của ancol chỉ ăn được một OH thôi thế vậy từ đó mình sẽ dễ dàng suy được là số mol của anh este số mol este của phenol este của phenol sẽ bằng 0,56 này trừ đi 0,24 này chia đôi này. đó thì thấy ra được ở đây là 0,16 anh này sẽ có số mol là bằng 0,16 mol mà số mol của ethanol thì bao giờ là cũng sinh ra một thằng nước đúng không ạ cứ một anh ethanol khi tắc, khi thủy phân trong đường kiềm thì kiểu gì nó cũng tạo ra một thằng nước và cái lượng nước sinh ra do phản ứng thủy phân ete anh này tôi là phản ứng thủy phân ete nhé thủy phân ete đó sinh ra thì bằng 0,16 thế vậy ở đây ngoài sản phẩm là ancol ngoài sản phẩm là ancol ngoài sản phẩm là muối ra thì còn có cả một lượng nước sinh ra ở đây nữa Lượng nước này mình vừa tính nó bằng 0,16, đó, 0,16 mol. Và từ đó mình sẽ bảo toàn khối lượng thôi. Lấy ete cộng kiềm trừ ancol trừ nước và ra muối. Thế vậy mình sẽ có phương trình là bảo toàn khối lượng này, bảo toàn khối lượng. Khối lượng của anh ete là 35,04 cộng với NaOH đây là 0,56 nhân 40 thì bằng khối lượng ancol là 8,8 cộng khối lượng nước là 0,16 nhân 18 cộng với m của anh z tức là ẩn b đấy m của muối đấy đó chính là ẩn b và ta sẽ có này 35,04 này cộng với 0,56 nhân 40 này trừ đi 8,8 này à, trừ đi 0,16 nhân với 18 thì thầy ta được là 45,76 đó thì thầy sẽ suy ở đây đó là m của z m của z sẽ bằng 45 45,76 g đó thì bây giờ mình thử bấm lại một lần nữa cho chắc ăn nhé 0.56 này trừ đi 0.24 này Đúng không? Chia 2 0 16 nước nhân với 18 cộng với Cộng với 8.8 nhân trừ 1 này Cộng với 35.04 này Cộng với 0.56 nhân 40 đó thì bằng 45,76 ok Thế vậy đáp số của chúng ta đây chính là ẩn B và B bằng 45,76 Đáp án là chúng ta sẽ khoanh nhé Nếu mà có đáp án thì mình sẽ khoanh là 45,76